Thiện hiện nên biết khi Đại Bồ Tát ấy quán như vậy thì tâm không loạn. Nếu tâm không loạn thì không thấy Pháp. Nếu không thấy Pháp thì không tác chứng. Vì sao? Vì các Đại Bồ Tát học một cách rốt ráo, tự tướng của các Pháp đều không. Không có Pháp nào tăng, không có Pháp nào giảm. Cho nên đối với các Pháp không thấy không chứng. Vì sao? Vì trong thắng nghĩa đế của các Pháp, người chứng, Pháp được chứng, thời gian chứng, nơi chốn chứng và do đây chứng, chung hoặc riêng, đều không thể đắc và không thể thấy. Bấy giờ Thiện Hiện liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như Ngài nói, các Đại Bồ Tát nên quán Pháp không, nhưng không chứng. Vì sao các Đại Bồ Tát nên quán Pháp không mà không chứng? Phật bảo: Thiện Hiện, Đại Bồ Tát quán Pháp không, trước tiên hãy nghĩ như vậy. Pháp ta nên quán, các tướng của nó đều không, không nên chứng. Vì học mà ta quán các Pháp không, chứ không phải vì chứng mà quán các Pháp không. Nay là lúc ta học, chẳng phải lúc ta chứng. Đại Bồ Tát ấy khi chưa nhập định thì buộc tâm vào cảnh, chứ chẳng phải nhập định rồi buộc tâm vào cảnh. Lúc này